Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên, ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này, thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày 8 tháng 7 năm 2022, giá heo đang đi lên từng ngày, khả năng sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới. Giá heo hơi 3 miền đang khoảng từ 60.000 đồng trên kg đến 65.000 đồng trên kg và có thể tăng thêm đến 10% nữa trong quý 3. Với mức giá này, người chăn nuôi đang ở mức có lãi nhẹ. Phần thắng trong cuộc chơi này sẽ thuộc về những doanh nghiệp có thể làm chủ được thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu. Giá heo hơi miền Bắc. Giá heo hơi tại miền Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình đang cao nhất cả nước, với mức phổ biến 60.000 đến 64.000 đồng, thậm chí một số trại heo hơi loại 1 bán ra với giá 65.000 đồng trên kg. Các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang thấp hơn các tỉnh đồng bằng 1.000 đồng trên kg. Mức 59.000 đến 62.000 đồng trên kg có ở hầu khắp các tỉnh trong vùng. Cục bộ, nhiều trại bán ra với mức 62.000 đến 63.000 đồng trên kg. Các tỉnh vùng núi Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đang giao dịch ở mức 56.000 đến 61.000 đồng trên kg. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai ở mức 56.000 đến 64.000 đồng trên kg, trong đó Quảng Ninh cao nhất, nhiều khu vực tại tỉnh này đã được mức 65.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo tại Bắc Trung Bộ vẫn trong xu hướng tăng. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giao động từ 57.000 đến 63.000 đồng trên kg, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 58.000 đến 62.000 đồng trên kg. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng tiệm cận mức giá 60.000 đồng trên kg. Cụ thể, Quảng Nam, Đà Nẵng ghi nhận ở mức 55.000 đến 60.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 53.000 đến 59.000 đồng trên kg. Khánh Hòa, Bình Thuận từ 54.000 đến 59.000 đồng trên kg. Tại Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không tăng thêm, mức phổ biến từ 53.000 đến 59.000 đồng trên kg. Trong đó, Lâm Đồng, Đắk Lắk trong khoảng 54.000 đến 59.000 đồng trên kg. Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông giao động từ 53.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo tại Đông Nam Bộ vẫn tăng nhẹ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đang là 58.000 đến 62.000 đồng trên kg. Các tỉnh Bình Dương, Bình Phước ở mức 56.000 đến 61.000 đồng trên kg. Tại Tây Nam Bộ đà tăng vẫn khá chậm. Giá heo hơi hôm nay tại Long An, Tiền Giang 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang duy trì ở mức 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Cần Thơ, 53.000 đến 58.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 55.000 đến 59.000 đồng trên kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày 7 tháng 7 là trên 4.400 con, heo mảnh. Giá thịt heo sỉ giao dịch tại chợ tăng mạnh lên mức bình quân 62.000 đến 76.000 đồng trên kg. Giá heo có thể tăng mạnh thêm 10% trong quý 3. Vừa bước sang nửa cuối năm 2022, giá heo hơi 3 miền đang tiến lên mốc 65.000 đồng trên kg sau nhiều tháng giá đi ngang trong vùng là 50.000 đồng trên kg. Cá biệt tại một số thủ phủ chăn nuôi như Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Phước, giá heo hơi hôm nay tăng vọt 4.000 đến 5.000 đồng trên kg, cao nhất khoảng 65.000 đồng trên kg và có khả năng sẽ tăng thêm. Giá heo tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt tăng trở lại nhờ các hoạt động du lịch, văn hóa và lễ hội, các nhà hàng, nhà ăn tại trường học và nhà máy mở cửa trở lại. Ngoài ra, việc giá thịt heo tại quốc gia đông dân số nhất thế giới đã tăng liên tục trong những tuần gần đây cũng tác động tích cực đến thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thời gian qua giá thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu đầu vào phi mã theo xăng dầu nên tất yếu giá sản phẩm phải nhích lên. Tuy nhiên, đà tăng của giá heo hơi vẫn khá chậm và có thể chỉ tăng 5 đến 10% nữa, tương đương đến 6.000 đồng trên kg trong quý 3. Ông Nguyễn Quốc Toản, chủ trang trại chăn nuôi heo quy mô 5.000 con ở Khoái Châu, Hưng Yên, khoe khoảng 3 ngày nữa ông sẽ được xuất chuồng lứa heo hơn 100 con. Ngày hôm nay đã có thương lái gọi điện hỏi mua với giá 63.000 đến 65.000 đồng trên kg heo hơi. Ông Toản nuôi heo đã nhiều năm nay, thức ăn chăn nuôi được tự phối trộn để có giá thành rẻ. Song thời gian qua, giá nguyên liệu tăng phi mã nên chăn nuôi không có lãi, thậm chí là thua lỗ. Nay thịt heo tăng thêm vài nghìn đồng mỗi cân, người chăn nuôi như tôi thở vào nhẹ nhõm vì đã có công rồi, ông chia sẻ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, muốn phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi hiệu quả thì việc phòng dịch từ đầu mới quan trọng. Không nên để đến lúc dịch bệnh xảy ra, rồi chạy theo giải quyết hậu quả. Sở đã triển khai xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh tại các xã, rồi nhân rộng ra và tạo điều kiện để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, giá nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi tăng 30 đến 45%, giá cám thành phẩm tăng 30 đến 35% so với cuối năm 2021. Nguyên nhân là do Việt Nam phải nhập nguyên liệu sản xuất cám đến 60%. Trong 10 tỷ đô la Mỹ nhập nguyên liệu cám năm 2021, có 10 triệu tấn ngô, 5 triệu tấn khô dầu đậu tương. Trong bối cảnh giá cám liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, doanh nghiệp chăn nuôi phải đa dạng nguồn nguyên liệu và hạn chế phụ thuộc thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Đánh giá tổng thể nhu cầu về nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi, trên cơ sở đó xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu hướng dẫn áp dụng các loại nguyên liệu thay thế, phụ phẩm trong nông nghiệp dùng làm thức ăn chăn nuôi. Theo ghi nhận, giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tiếp 16 lần kể từ tháng 11 năm 2020, đẩy giá mặt hàng này lên mức cao kỷ lục. Riêng 6 tháng đầu năm nay, giá cám đã tăng tới 6 lần, vượt quá sức chịu của hộ chăn nuôi. Các doanh nghiệp đều cho biết, nguyên nhân tăng là do giá nguyên liệu nhập khẩu đầu vào để sản xuất liên tục tăng trong thời gian qua. Nếu không tăng giá sản phẩm bán ra, doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ. Nhận định về thị trường thời gian qua, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đánh giá, mật độ tăng giá cám quá dày đặc, tính bình quân từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi tháng có một lần điều chỉnh tăng giá. Điều này gây khó khăn lớn cho ngành chăn nuôi. Hiện, chăn nuôi lợn và gia cầm hồi phục do dịch bệnh kiểm soát tốt, người chăn nuôi chủ động được nguồn giống và nhu cầu thị trường tăng cao. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao trên toàn cầu do khủng hoảng thị trường ngũ cốc, nguồn cung cấp ngũ cốc không ổn định, chi phí vận chuyển tăng cao, gây khó khăn cho trang trại nuôi lợn. Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan nhanh trên địa bàn một số địa phương khiến việc chăn nuôi của người dân cũng gặp khó khăn. Với việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố sản xuất thành công vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới lưu hành thương mại loại vaccine này. Thành công trên có thể sẽ mở ra nhiều cơ hội cho chăn nuôi Việt Nam, đặc biệt là kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi, qua đó ổn định nguồn cung thịt lợn trên thị trường. Để giải quyết tình trạng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, Hội Nông dân xã và Hội viên Nông dân xã Long Phước cho rằng cần tìm giải pháp để chủ động nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước. Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Nhà nước cần xây dựng chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, xây dựng mô hình liên kết, đầu tư công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ để thu gom, sơ chế, bảo quản phục vụ việc sản xuất, chế biến, giảm thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, đẩy mạnh diện tích trồng ngô, đậu tương công nghệ sinh học để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ nước ngoài. Dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng, đe dọa ngành chăn nuôi lợn trong nước. Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, hiện dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 9 thôn thuộc 6 xã của huyện Minh Hóa. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy lên đến 389 con, trọng lượng khoảng 32 tấn. Cho đến nay vẫn chưa có địa phương nào công bố hết dịch. Trước đó, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa. Số ổ dịch và số lợn mắc bệnh cũng như phải tiêu hủy tại tỉnh này hiện chưa bằng cùng kỳ năm 2021, nhưng nguy cơ dịch lây lan rộng trong thời gian tới là rất lớn. Chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch tả heo châu Phi. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch tả heo châu Phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.